Yamaha Town Phương Đông xin kính chào các bạn. Nội dung video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là chiếc xe tay ga dưới lớp phiên bản hoàn toàn mới. Một chiếc xe tay ga nhỏ gọn để di chuyển trong phố với mức giá dao động từ 28 đến 32 triệu và phải tiết kiệm nhiên liệu. Thì chiếc xe dưới lớp 2022 phiên bản mới vừa được ra mắt của Yamaha là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Không chỉ thay đổi về màu sắc dây nốt 2022, còn thay đổi một chút về thiết kế để phù hợp hơn với giới trẻ các bạn Gen Z từ 18 đến 25 tuổi. Đầu tiên chúng ta xem phiên bản hoàn toàn mới này có gì khác với phiên bản dây nốt cũ. Chúng ta hãy nhìn ở trên phần đầu đèn vẫn sử dụng đèn halogen, nhưng thiết kế đầu đèn vẫn thay đổi một chút so với các phiên bản trước. Tiếp theo là phần thay đổi ở phía trước xe với thiết kế mềm mại hơn. Phần đèn xi nhan cũng được thay đổi thiết kế phía bên ngoài. Tiếp nữa ta sẽ quan sát phần thay đổi của chiếc đồng hồ với dòng xe dây lớp phiên bản 2022. Phần màn hình hiển thị LCD đã được thay đổi phông chữ cho dễ nhìn hơn, trẻ trung hơn. Đó là một chút thay đổi của dòng xe dây lớp 2022 và xe vẫn giữ nguyên động cơ 125cc với công nghệ Blue Core, có chế độ dừng xe tắt máy và chìa khóa Smart Key cho bản đặc biệt và giới hạn và chìa khóa thường cho bản dây lớp tiêu chuẩn. Một vấn đề mà chị em phụ nữ khá quan tâm đó chính là trước cốp xe. Cốp xe của dây lớp có dung tích là 14 lít, giúp chị em có thể để túi xách rất tiện dụng. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 1,87 lít trên 100 km, một mức tiêu hao nhiên liệu quá tuyệt vời trong thời điểm giá xăng đang tăng cao lên đến 30.000 trên một lít. Nếu có nhu cầu, xin mời các bạn hãy đến Yamaha Town Phương Đông, địa chỉ số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé.